mình là Jason đến từ Coin68. Và như thường lệ, các bạn nào mới, series theo dòng tiền số được phát sóng vào thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của Coin68 TV, để Jason có được những cái view, có được những cái góc nhìn cá nhân cho các bạn. Sau đó mỗi người sẽ có một cái nhận định riêng cho từng cái vị thế, cho từng cái lệnh của mình, giao dịch trong tuần nó chính xác hơn, đa chiều hơn. Nào cùng xem tình hình BTC ra sao nhé. Thực tế thì Jason và các bạn ai cũng đã thấy là BTC đã sideways khá là nhiều ngày, từ ngày 19-18 của tháng 8 cho đến hôm nay là ngày 4, thứ hai ngày 4 2023 là sideways liên tục. Chỉ có một cái sự kiện là Bitcoin ETF, cho nên là đã có một cái cây nến ngày rất là cao như thế này, nhưng sau đó là một lực giảm khá lớn và BTC lại đi vào cái quỹ đạo, đi vào cái rang giao dịch từ giá từ 26k5 xuống 23k2, 25k2. Điều này cũng có nghĩa là mở ra cơ hội cho dòng tiền chảy về altcoin. Tuy nhiên khi mà nói về BTC thì mọi người sẽ có view như thế nào ạ? Để Jason cho các bạn thêm một cái dữ kiện nữa là khi mà Jason vẽ đường trendline dài như thế này, và BTC đã break đường trendline, sau đó đã có một cú backtest, và đúng như sách vở là hiện tại sau khi backtest đó BTC tiếp tục sideways. Thì trong tất cả các thương vụ đầu tư thì Jason cũng đã khuyên anh em là hãy luôn tìm kiếm những cái sự tiêu cực, những cái rủi ro trong từng giao dịch trước. Khi mà nhìn thấy được những cơ hội thì hôm nay Jason cũng nhìn thấy được cái rủi ro như vậy. Và view BTC như cái nét đỏ này Jason vẽ sẵn cho anh em. Jason nghĩ là BTC sẽ còn đi xuống nữa và giá có thể dao động từ 19k3 tới 20k. Còn theo anh em nghĩ BTC sẽ đi như thế nào? Anh em comment bên dưới để Jason cùng lắng nghe cái quan điểm của bạn nha. Và mình bắt về số thứ hai tuần trước thì Jason cũng ra một cái video nhận định thị trường, trong đó mình có nói về dự án Cyber là altcoin đáng chú ý trong tuần vừa rồi, và mình cũng đã cho anh em xem tham khảo cái dự án Cyber ở mốc ở giá 3.8. Và sau đó thì anh em cũng đã thấy Cyber đã tăng vượt bậc, đã lên hơn 15-16 đô la trong tuần vừa rồi. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu tích cực trong cái series video của Jason đã thực hiện trong tuần vừa rồi. Hy vọng tuần này mình sẽ có thêm được những altcoin nó có dấu hiệu tích cực như vậy nhé. Các bạn cùng Jason chuyển qua cái dữ kiện BTC dump. Đây là cái nét vẽ của những số series thứ hai hàng tuần của những tuần trước, là Jason có vẽ một cái nét đỏ như thế này, và cũng mong là BTC dump sẽ đi xu hướng xuống để mà altcoin đón nhận được dòng tiền trong quá trình mà BTC sideways. Và hôm nay thì cũng đã thấy là nét đỏ này đang đi đúng như vậy. Liệu BTC còn giảm xuống nữa hay không, tạo cho altcoin được những dòng tiền tích cực nữa hay không? Cùng Jason xem qua một cái dữ kiện nữa nha. Và khi chuyển qua dữ kiện DXY là chỉ số sức mạnh đồng đô la, đồng đô la vẫn có dấu hiệu tăng trở ngược trở lại trên mốc 100 đô. Nó không đi như dự đoán của chúng ta. Tuy nhiên mà trong tuần vừa rồi một số altcoin cũng đã có dấu hiệu tăng giá tích cực, như là Cyber Jason đã vừa nhắc. Bên cạnh đó còn có ARKM. Hầu như tất cả các altcoin mới list trên Binance có vốn hóa dưới 100 triệu đô đều có dấu hiệu tích cực trong tuần vừa rồi. Liệu tuần này có lặp lại hay không? Và quay trở lại chủ đề BTC thì Plan B đã có nhiều nhận định đúng trong khoảng thời gian trước. Ngay thời điểm này Plan B đã cho thêm một cái dữ kiện mà chúng ta cũng cần phải xem xét, là hiện tại chúng ta đang ở vùng màu xanh dương nhạt như thế này. Thì như các những chu kỳ khác, từ màu xanh dương nhạt thì giá BTC ở đáy, và sau đó đi lên tới đoạn màu đỏ và màu vàng là ở đỉnh. Vậy BTC có nghĩa là sẽ đi lên đỉnh tiếp theo? Anh em nghĩ sao? Các bạn nghĩ sao? Anh chị nghĩ sao? Liệu Plan P có đúng trong cái nhận định tiếp theo hay không? Jason cũng không biết BTC sẽ đi như thế nào, xu hướng ra sao. Tuy nhiên cũng cảm ơn Plan B đã có một cái dữ kiện khá là thú vị như thế này. Và khi nói về altcoin thì dự án WLD, tức là Worldcoin, các bạn cũng đã có nhiều tin tức về Worldcoin trong khoảng thời gian gần đây. Và Jason thấy là đây là altcoin đáng quan tâm trong tuần này, khi mà khung H4 đã tạo được cái nền ở đoạn giá 1.1 và đang sideways ở trong cái rang này. Và hơn nữa là Worldcoin còn tới 323 ngày nữa mới tiếp tục
tới cái đợt unlock tiếp theo. Vậy chúng ta còn rất nhiều thời gian để WorldCoin có khả năng thể hiện trong thời gian tới. Và các bạn luôn nhớ rằng tất cả thông tin chỉ mang mục đích tham khảo và không được xem là lời khuyên đầu tư. Các bạn hãy tự giữ lấy tài sản và không tin bất kỳ ai cả. Hơn nữa, nhớ cài đặt stop loss, tại vì đầu tư là luôn đi kèm với rủi ro. Đối với WorldCoin thì các bạn có thể đặt stop loss ở giá tầm 1.093-1.095. Ở mọi video đầu tuần, Jason cùng các bạn không thể bỏ qua được những một số tin tức sẽ diễn ra trong tuần này nhé. Như Jason đã xem xét, trong tuần này sẽ không có quá nhiều thông tin quan trọng, tuy nhiên cũng sẽ có những cái đợt phát biểu của các thành viên trong FOMC. Và một sự kiện cuối cùng mà Jason muốn trao đổi với các bạn trong những ngày đầu tuần để cho các bạn có một cái góc nhìn tích cực hơn về thị trường blockchain crypto là tòa án Trung Quốc xem crypto là tài sản hợp pháp, và bài viết đã được viết bởi tác giả Rachel vào ngày 4 tháng 9, tức là hôm nay. Bài viết có nêu rõ chi tiết là theo tờ Cointelegraph, một tòa án chung nhân dân ở Trung Quốc vừa qua đã công bố báo cáo về tính hợp pháp của crypto, làm rõ thuộc tính hình sự của loại tài sản này. Tòa án cho biết, dựa trên khung pháp lý hiện hành, tiền mã hóa vẫn được xem là tài sản hợp pháp và được pháp luật bảo hộ. Các bạn thì sao? Các bạn nghĩ khi mà pháp luật đã nhúng tay vào cuộc chơi blockchain crypto này, thì liệu chúng ta còn có những biên độ dao động lớn x5, x10, x20, x100 nữa hay không? Và liệu tòa án Việt Nam chúng ta có đi theo những quốc gia lớn khác hay không? Điều đó chúng ta còn phải đợi thời gian. Nhưng trước hết, khi mà anh em chúng ta còn ở trong thị trường này thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Và mình là Jason, đến từ Coin68. Hẹn gặp lại các bạn vào series Theo Dòng Tiền Số được phát sóng vào thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của Coin68 TV. Và đừng quên nhấn like và subscribe cho video này nếu các bạn cảm thấy nhận được nhiều giá trị. Cảm ơn các bạn.